Xin chào các bạn, bây giờ chúng ta chuyển sang đại từ làm tân ngữ. Thì đối với đại từ làm tân ngữ thì các bạn chú ý cho mình cái từ tân ngữ nhé, tân ngữ. Ở đây thì chúng ta có một số cái ý như sau. Thứ nhất là tân ngữ. Chúng ta viết tắt là ô. Thì nó là một danh từ hoàn chỉnh, mình nói lại này, nó là một danh từ hoàn chỉnh, danh từ hoàn chỉnh. Còn cái ý thứ hai là liên quan đến vị trí. Thì nó sẽ làm tân ngữ âm câu. Tân ngữ ở vị trí nào? Thứ nhất là sau động từ các bạn, sau động từ đây. Thứ hai là sau giới từ các bạn. Luôn nhớ nhớ cho mình cái này. Và cái thứ ba thì các bạn ý lưu cho mình là nó luôn luôn ở vị trí thấp nhất. Vị trí thấp nhất. Để diễn tả cái ý này thì các bạn cùng xem này. Ví dụ chúng ta có cấu trúc là SVO. Thì các bạn hình dung nó như này, S nó chính là cái cao nhất này các bạn này, rồi sau đó đến động từ, rồi sau đó mới đến tân ngữ, các bạn thấy không? Ok, nó giống như là ok cấp độ cấp, đây là người chiến thắng 1, người chiến thắng 2 và người chiến thắng 3 đấy các bạn. Đấy, nó giống hệt như này, nó giống hệt như này. Đấy, nó luôn luôn đứng vị trí thấp nhất như này. Rồi, hay là các bạn nhìn vào cấu trúc A ở B, B trong này các bạn này, sau đối từ này thì đây chính là tân ngữ này. Nó cũng như vậy, nó cũng ok, vị trí đầu tiên, vị trí thứ hai và vị trí thứ ba. Đấy, nó luôn luôn xếp hạng ở vị trí ba các bạn, luôn luôn xếp, không phải xếp hạng ở vị trí ba mà nó luôn luôn xếp hạng, nói chung là vị trí best nhất, vị trí cuối cùng. Đấy, lưu cho mình ý này nhá. Khi các bạn làm đại từ làm tân ngữ thì các bạn chú ý cho mình ok, nó đóng vai trò là một danh từ hoàn chỉnh và nó có vị trí làm đứng sau động từ, đứng sau đối từ và nó ở vị trí thấp nhất, vị trí nhất. Đấy, chúng ta có bài ý này. Chúng ta chỉ cần nhớ cho mình bài ý này là các bạn vận hành được ok rồi. Nào, bây giờ chúng ta cùng xem này. Đối với cái câu đầu tiên bút đâu nhỉ? Ở đây. Đối câu đầu tiên thì chúng ta thấy có từ re này, đại từ làm tân ngữ này. Nhưng mình nói lại này, đại từ làm tân ngữ thì nó phải đứng vị trí cuối cùng. Nếu mà như này thì nó đang như thế này, đúng bạn nhỉ? Nó đang vị trí một như này, nên sai, không đứng được, không bao giờ đứng được. Nếu mà sửa thì chúng ta thay bằng từ though, còn nếu mà số ít thì chúng ta thay bằng từ that các bạn. Như trong này chúng ta sẽ thay bằng từ though. À, câu 2, từ him các bạn cũng sai ngay. Đại từ làm tân ngữ nó là một danh từ hoàn chỉnh, nó không bao giờ đứng trước danh từ. Đứng trước danh từ chỉ có thể tính từ chữ thôi, nên chúng ta thay bằng từ từ his. Câu 2 và câu 3 tương tự như thế, đây là danh từ thì chúng ta thay bằng từ there, tính từ chữ. Cái này cũng như vậy, chúng ta thay bằng từ his các bạn. Và cái này cũng là danh từ, chúng ta thay bằng từ his các bạn. Đúng không? Đây cũng là danh từ, chúng ta thay bằng từ there, đúng không? Đứng trước danh từ thì đối với các đại từ thì chỉ có tính từ chữ thì mới đứng được thôi, tính từ chữ đứng trước danh từ thôi. Vậy tương tự như thế thì câu câu này nó giống như câu 1, giống như câu 1 chúng ta thay bằng từ though. Và câu này chúng ta cũng thay bằng từ từ though các bạn. Đấy, các bạn thấy là rất đơn giản đúng không? Xin chào các bạn.